Chiều muộn ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chống gậy lội bùn cùng đoàn công tác vào thị sát hiện trường tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi vừa hứng chịu một trận lũ quét, sạt lở đất vùi lấp cả làng. Từ trung tâm huyện Bảo Yên, khi bắt đầu vào thôn làng Nủ, Thủ tướng không vào thẳng nhà văn hóa mà yêu cầu xe dừng ở cánh đồng nơi hàng vạn tấn đất đá tràn qua, nhiều thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Anh Hoàng Văn Voi, người làng Nủ, hôm ấy đã bật khóc. Hôm trước, khi tìm thấy thi thể của vợ, vùi trong bùn đất, bị cửa đè ngang người, anh Voi còn chưa khóc nổi, còn chưa kịp khóc. Vì còn mải tìm con, còn đang mất tích đâu đó. Nhà 5 người thì một chết, 2 cấp cứu ở bệnh viện, 1 mất tích. Nhưng khi được cùng với người làng gặp thủ tướng, anh Voi đã khóc. Bà con hôm đó nhiều người khóc, cả thủ tướng nữa, cũng rơi nước mắt. Một bản làng đẹp như tranh với những người dân lam lũ nhưng cần cù chịu khó sống thanh bình bao đời nay đã gần như bị xóa sổ. Còn những người ở lại, không biết rồi sẽ sống thế nào khi không chỉ phải chịu đựng nỗi đau mất những người ruột thịt nhất, mà còn rơi vào cảnh trắng tay khi mất tất cả nhà cửa, tài sản và cả tư liệu sản xuất. Hôm qua 15 tháng 9, tại hội nghị thường trực chính phủ, được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới 26 địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Khi nhắc đến làng Nủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thêm một lần nữa bật khóc. Trước những mất mát không gì có thể bù đắp được về tính mạng và đặc biệt tinh thần của người dân, của những gia đình có người thân thiệt mạng. Tối cùng ngày, trong chương trình Điểm tựa Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên VTV1, khi chứng kiến hoàn cảnh thương tâm của bé Nguyễn Quốc Bảo, cậu bé đã mất cả bố và em gái do bị cuốn trôi bởi lũ dữ trong lúc di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Thủ tướng đã mang một chiếc cặp đến tặng cho cậu bé, nghẹn ngào dặn dò cậu, lớn lên con làm cảnh sát nhé, khi biết người trực tiếp cứu Bảo là Đại úy Lục Văn Nguyên, cán bộ công an xã Yên Thuận. Siêu bão Iagi và hoàn lưu của nó đã tàn phá một cách khủng khiếp, gây ra những thiệt hại do đếm bằng GDP. Tính đến 15/9, 350 đồng bào chúng ta đã không còn có thể về nhà, hoặc còn mất tích, hơn 2.000 đồng bào bị thương. 230.000 nhà ở, nhiều trụ sở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh hoặc bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại nghiêm trọng. Về sinh kế của dân, bão lũ đã khiến hơn 190.000 ha lúa, 48.000 ha hoa màu, 31.000 ha cây ăn quả bị ngập úng. Hơn 3.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, hơn 21.000 gia súc và trên 2,6 triệu gia cầm bị chết. Còn đối với nền kinh tế, mới chỉ thống kê sơ bộ, siêu bão thiệt hại 40.000 tỷ đồng, khiến tăng trưởng GDP quý 3 năm 2024 của cả nước có thể giảm tới 0,35%. Nhưng chính phủ và chính quyền địa phương đang sát cánh với nhân dân hơn bao giờ hết. Hôm qua, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, sản xuất công nghiệp. Ông cũng giao nhiệm vụ cho các bộ ngành để ngay trong ngày hôm nay 16 tháng 9, chính phủ có thể ban hành nghị quyết về khắc phục hậu quả siêu bão theo hướng hỗ trợ tối đa cho dân, bằng mọi nguồn lực và cách chính sách thiết kế theo hướng giãn, hoãn, khoanh nợ, gói lãi suất không đồng, giảm, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí. Ông yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội có phương án cho vay các hộ gia đình, ngành bảo hiểm thanh toán kịp thời cho các thiệt hại của doanh nghiệp, người dân. Hôm nay, ở làng Nủ, việc xây khu tái định cư cũng chính thức khởi động với nỗ lực và quyết tâm cao nhất từ phía chính quyền địa phương. Sự quan tâm, chăm chút đến mức ngay cả mẫu nhà tái định cư cũng là mẫu nhà sàn của người Tày do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thiết kế. Lào Cai đặt quyết tâm sẽ hoàn thành khu tái định cư này trước ngày 31 tháng 12 theo ấn định trước dân của Thủ tướng. Và toàn thể người dân đất Việt cũng đang sát cánh đồng lòng cùng những đồng bào đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng to lớn do thiên tai để lại. Tính đến 17 giờ chiều qua, 15/9, theo thông báo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân trong cả nước đã ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển về tài khoản của Ban vận động cứu trợ T.Ư tổng số tiền 1.094 tỷ đồng. Sau nước mắt rồi sẽ đến nụ cười, bởi khi nước mắt của người đứng đầu chính phủ hòa với nỗi đau nhân dân, trong sự thấu hiểu, đồng cảm, xót thương thì chắc chắn sẽ không có một người dân nào bị bỏ lại phía sau.